Quản lý nội tâm. Cuộc sống của chúng ta trở nên tươi đẹp không phải vì chúng ta hoàn hảo. Cuộc sống của chúng ta trở nên tươi đẹp bởi vì chúng ta đặt tâm huyết vào những gì chúng ta đang làm. Sadhguru. Giới thiệu. Sadhguru là một nhà thần bí tự nhận thức và sâu sắc của thời đại chúng ta. Ông là hiện thân của các nhà hiền triết trong quá khứ, những người từng là ngọn hải đăng truyền cảm hứng và hướng dẫn cho toàn bộ nền văn minh. Với nhận thức sâu sắc về những thực tế hiện tại, ông đã trở thành một nhà nhân đạo có tầm nhìn xa và một nhà lãnh đạo tinh thần nổi bật của thế giới ngày nay. Bên cạnh đó, ông là tác giả, nhà thơ và diễn giả quốc tế nổi tiếng. Sự dí dỏm và logic sắc bén của Sadhguru khơi dậy và mở rộng nhận thức của chúng ta về cuộc sống. Là một người không thuộc về truyền thống cụ thể nào, sự hướng dẫn và các phương pháp khoa học mạnh mẽ của Sadhguru hoàn toàn phù hợp với cá nhân và tổ chức hiện đại, cho phép họ vượt qua những hạn chế của mình để đạt được khả năng cao hơn. Về mặt này, ông đã có thể chạm đến hàng triệu người, đưa họ đến việc nhận ra tiềm năng tối thượng bên trong. Tính cách đa diện của Sadhguru có thể có tác động sâu sắc và phong phú đối với bất kỳ ai gặp ông, nhưng nó cũng có thể khiến họ rơi vào trạng thái bối rối. Ở nhà với chiếc quần jean xanh, cũng như khi đóng khố, hay khi đi chân trần qua dãy Himalaya hùng vĩ, hay khi ngồi trên chiếc mô tô BMW, trên đường cao tốc, ông đã đập tan mọi định kiến mà người ta có thể có về một nhà thần bí. Trong series Sự hiện diện của Bậc Thầy là những bài diễn văn và câu trả lời cho một loạt câu hỏi phức tạp của các đệ tử và những người tìm kiếm giữa những thách thức của cuộc sống. Bị nhấn chìm bởi sự hiện diện của Sadhguru, người tìm kiếm được giải thoát khỏi nỗi khổ đau và sự thiếu hiểu biết, đồng thời thiết lập vững chắc quá trình hiểu biết vượt ra ngoài vật chất. Trong phần quản lý nội tâm này, Sadhguru không chỉ tiết lộ các công cụ hiệu quả để nâng cao khả năng quản lý của chúng ta, mà còn soi sáng một cách để mở ra một khía cạnh hoàn toàn mới của cuộc sống, giúp giải phóng chúng ta khỏi sự phụ thuộc vào các tác động bên ngoài. Quản lý nội tâm. Nếu chúng ta muốn sống tốt, ngay cả bên ngoài lẫn bên trong, thì việc chúng ta sống tốt như thế nào, đây chỉ đơn giản phụ thuộc vào việc chúng ta quản lý môi trường xung quanh và chúng ta quản lý bản thân tốt như thế nào. Về cơ bản, cuộc sống là quản lý. Chất lượng cuộc sống của bạn phụ thuộc vào mức độ bạn quản lý cơ thể, tâm trí, cảm xúc, tình huống, nhà cửa, cộng đồng, quốc gia, cuộc sống của bạn nói chung và thế giới. Nhưng nhìn chung, chúng ta chỉ nghĩ về quản lý dưới góc độ quản lý kinh doanh hoặc quản lý ngành. Nói chung, chúng ta đang nói chuyện quản lý chỉ với các tình huống kinh tế, không phải toàn bộ cuộc sống. Theo nhiều cách, thật không may là ngày nay, yếu tố chiếm ưu thế nhất chi phối hành tinh này là kinh tế. Các khía cạnh khác của cuộc sống đã hoàn toàn bị đẩy sang một bên. Khi kinh tế học thống trị, khi kinh tế học là điều duy nhất mà bạn nghĩ đến, bạn sẽ có xu hướng trở nên rất thô thiển và không hạnh phúc theo nhiều cách. Chúng tôi đang tiến hành các chương trình cấp độ khác nhau dành cho các giám đốc điều hành cao cấp nhất trong các tập đoàn lớn trên thế giới. Những gì tôi thấy là, những người đã thất bại trong cuộc sống của họ, họ đang chịu thất bại của họ. Những người đã thành công trong cuộc sống của họ, họ đang đau khổ vì thành công của họ. Nếu bạn chịu đựng thất bại của mình, điều đó không sao cả, bởi vì thất bại đến dễ dàng. Nhưng thứ mà bạn đã làm việc để đạt được, thứ mà bạn luôn khao khát, thứ mà bạn muốn tạo ra trong cuộc đời mình, khi điều này xảy ra, nếu bạn bắt đầu chịu đựng nó, thì đó mới là bi kịch thực sự của cuộc đời. Bạn thử nhìn vào chính mình và xem, khi bạn 5 tuổi, bạn đã hạnh phúc như thế nào? Và hôm nay, bạn đang hạnh phúc như thế nào? Nếu chúng ta tạo một biểu đồ từ nó sẽ di chuyển lên hay xuống? Trong thời gian 24 giờ, có bao nhiêu khoảnh khắc bạn thực sự hạnh phúc? Nếu bạn nhìn vào đây, đồ thị đang đi lên hay đi xuống? Xuống. Vì vậy, điều đó có nghĩa là bạn là một nhà quản lý tồi. Bởi vì suy cho cùng, mọi thứ bạn làm trong đời đều là để mưu cầu hạnh phúc. Bạn giáo dục bản thân, bạn theo đuổi sự nghiệp,
bạn xây dựng gia đình, bạn chạy theo tham vọng của mình, rất nhiều điều bạn làm, bởi vì một nơi nào đó bạn tin rằng hoàn thành những điều đó sẽ mang lại cho bạn hạnh phúc. Sau khi làm tất cả những điều đó, nếu hạnh phúc không nhân lên mà ngày càng đi xuống, điều đó có nghĩa là bạn đang quản lý bản thân không tốt. Bất kỳ ai không biết cách quản lý cơ thể, tâm trí, cảm xúc và năng lượng của chính mình, nếu anh ta đang quản lý các tình huống bên ngoài, anh ta chỉ quản lý chúng một cách bị động, không phải chủ ý theo cách anh ta muốn. Khi bạn xoay sở một tình huống một cách bị động, cách bạn tồn tại là bị động. Khi bạn tồn tại như vậy, bạn là một tai họa tiềm tàng. Khi bạn tồn tại như một tai họa tiềm ẩn, thì việc lúc nào cũng lo lắng sẽ trở thành một phần tự nhiên của cuộc sống. Bất cứ nơi nào bạn đi ngày hôm nay, mọi người đang nói về quản lý căng thẳng, đặc biệt là ở Mỹ. Tôi không hiểu tại sao bất cứ ai cũng muốn quản lý căng thẳng của mình. Tôi có thể hiểu nếu bạn muốn quản lý công việc kinh doanh, tài chính, gia đình, tài sản của mình, bất cứ điều gì. Nhưng tại sao bạn lại muốn quản lý căng thẳng? Tôi phải mất một thời gian để hiểu những người này. Họ đã đi đến kết luận rằng nếu họ làm những việc liên quan đến xã hội, họ chắc chắn sẽ bị căng thẳng. Mọi người không căng thẳng vì những gì họ đang làm, mà họ căng thẳng vì không biết cách quản lý hệ thống nội tâm của chính mình. Không phải bản chất công việc khiến người ta căng thẳng. Bạn hỏi giám đốc điều hành hàng đầu, anh ấy rất căng thẳng. Bạn hỏi một tay văn phòng, anh ta cũng căng thẳng. Mọi người đều tin rằng công việc của họ rất căng thẳng. Không có công việc nào là căng thẳng. Nếu bạn không kiểm soát được hệ thống bên trong của chính mình, bạn sẽ bị căng thẳng cho dù bạn làm hay không làm gì. Về cơ bản, quản lý có nghĩa là chúng ta muốn quyết định hướng đi cho số phận của mình. Bạn muốn có một loại hoàn cảnh nào, cả bên trong lẫn bên ngoài. Vì vậy, mọi người đều là một nhà quản lý trong khả năng của mình, nhưng ở các cấp độ khác nhau và các loại khác nhau. Cho dù bạn quản lý một nhà bếp nơi bạn nấu cho 4 người, hay bạn quản lý một ngành công nghiệp có tới 10.000 nhân viên, thì về cơ bản, nếu bạn muốn có một nhà bếp tốt hay một ngành công nghiệp tốt, bạn phải làm người quản lý tốt ở tình huống đó, phải không nào? Nếu bạn phải quản lý 10 người hay 10.000 người xung quanh bạn, bạn phải quản lý 10 tâm trí hoặc 10.000 tâm trí xung quanh bạn. Nhưng nếu bạn không quản lý tâm trí của chính mình, việc bạn quản lý 10.000 tâm trí sẽ là một thảm họa. Nếu trong quá trình quản lý một tình huống, chúng ta đang hủy hoại con người, điều đang xảy ra ngay bây giờ thì kiểu quản lý này là không tốt. Bởi vì xét cho cùng, mục đích cơ bản của mọi hoạt động quản lý là sức khỏe của con người. Nếu quản lý là vì lợi ích của con người, thì đó không chỉ là sản xuất một cái gì đó hoặc tạo ra lợi nhuận. Mọi người nên phát huy hết khả năng của mình, không chỉ về mặt công việc mà còn với tư cách là con người. Nếu mọi người làm việc cùng nhau, họ sẽ có thể vươn lên đến đỉnh cao của tình yêu thương, hòa bình, từ bi trong chính họ. Vì vậy, nếu kiểu quản lý này phải xảy ra để bạn và những người xung quanh bạn đạt đến đỉnh cao của họ, thì bạn phải dành một khoảng thời gian nhất định để tập trung vào quản lý bên trong chính mình. Nếu điều này không xảy ra, bạn sẽ chỉ xử lý các tình huống một cách bị động. Rất nhiều người đã hiểu quản lý như một cách ném uy quyền của họ xung quanh. Tôi có thể kể cho bạn nghe một câu chuyện cười được không? Vào một ngày nào đó, một con sư tử thực sự cảm thấy tuyệt vời trong chính mình. Nó vừa đi dạo trong rừng và tình cờ gặp một con thỏ nhỏ. Nó tóm lấy con thỏ và gầm lên: "Ai là chúa tể của rừng xanh?" Con thỏ nhỏ kinh hãi nói: "Ngươi, ngươi, dĩ nhiên là ngươi." Nó thả con thỏ đi, lảo đảo một chút rồi tìm thấy một con cáo. Bắt lấy cáo, nó hỏi: "Ai là chúa tể của rừng xanh?" "Ôi chúa ơi, đó là bạn tất nhiên rồi, không ai khác ngoài bạn." Nó đi loanh quanh thêm một chút, bắt được thêm vài con. Mọi con vật đều sợ hãi hét lên: "Sư tử là chúa tể rừng xanh." Sau đó, nó hết sức vênh váo như một người quản lý, vua của rừng xanh. Bước vào một khoảng đất trống, ở đó có một con voi khổng lồ đang đứng. Nó đi đến, đứng trước mặt voi và hỏi: "Ai là chúa tể của rừng xanh?"
Voi dùng ngà, dùng vòi nhấc sư tử lên, cuộn nó lại, nhấc nó lên, xoay nó một vòng và đập nó xuống đất. Lưng sư tử bị gãy. Sau đó sư tử nói, bạn có thể chỉ cần nói với tôi thôi mà. Nhưng voi trả lời, bạn thấy đấy, tôi phải đưa ra quan điểm của mình. Vì vậy, nhiều người thường nghĩ rằng quản lý có nghĩa là chỉ ném uy quyền của họ xung quanh. Ném uy quyền của bạn xung quanh không phải là quản lý. Bất kỳ kẻ ngốc nào cũng có thể làm điều đó. Nếu bạn quản lý một tình huống, không chỉ những điều xảy ra ở đó, mọi người sẽ cảm thấy được nâng cao khi ở trong không gian đó. Trên hết, bạn phải cảm thấy tuyệt vời khi ở đó. Vì vậy, nếu điều này phải xảy ra, bạn cần một chiều không gian bên trong. Khi tôi nói chiều không gian bên trong, tôi không chỉ nói về cơ thể hay tâm trí, bởi vì cả cơ thể và tâm trí này bạn đã thu thập từ bên ngoài theo những cách nhất định. Ví dụ, khi bạn còn nhỏ, thân thể này chỉ nhỏ như vậy. Bây giờ nó đã trở nên như thế này. Cái mà bạn gọi là cơ thể chỉ là một mảnh đất mà bạn biến nó thành thức ăn và tạo thành cơ thể, phải không? Vì vậy, cơ thể này chỉ là một đống thức ăn mà bạn đã thu thập trong một khoảng thời gian. Cái mà bạn gọi là tâm trí của tôi là một đống ấn tượng mà bạn đã thu thập được từ bên ngoài. Bây giờ, bạn có một đống thức ăn và một đống ấn tượng. Nếu bạn có khả năng tập hợp một cơ thể to lớn và nhiều tâm trí như vậy, thì phải có điều gì đó cơ bản hơn điều này. Nhưng điều đó không bao giờ đi vào kinh nghiệm của bạn. Bạn chỉ bị lạc trong hai đống thức ăn và ấn tượng này, cố gắng hiểu vài ý nghĩa của nó. Giờ đây, khi có khoa học quản lý sức khỏe bên ngoài, thì cũng có khoa học quản lý sức khỏe bên trong. Chỉ là phần lớn thời gian, chúng ta chưa tiếp cận nó một cách khoa học. Chúng ta chỉ tin rằng, bằng cách làm điều gì đó, bằng cách nào đó, mọi thứ sẽ ổn thôi. Ngay bây giờ, mọi người đang nghĩ, bằng cách giáo dục bản thân, bằng cách kiếm việc làm, bằng cách kiếm tiền, bằng cách kết hôn, họ sẽ hạnh phúc mãi mãi. Nhưng sau một thời gian, họ sẽ phát hiện ra không phải như vậy. Mặc dù nhiều lần điều đó làm họ thất vọng, nhưng họ vẫn tin rằng có một điều gì đó khác, một phép màu khác sẽ khiến mọi thứ trở nên ổn thỏa. Nó sẽ không ổn thỏa. Chuyện xảy ra vào một ngày nọ, một con bò đực và một con gà lôi đang gặm cỏ trên cánh đồng. Con bò đực đang gặm cỏ, con gà lôi đang bắt ve cho con bò đực. Chúng là đối tác, bạn biết đấy. Bây giờ, con gà lôi nhìn một cái cây bên bờ ruộng, luyến tiếc nói, chao ôi, đã có lúc tôi có thể bay lên cành cao nhất của cây, nhưng hôm nay tôi không còn sức nữa để bay đến cành đầu tiên. Con bò rất thờ ơ nói, không vấn đề gì, hãy ăn một ít phân của tôi mỗi ngày, bạn sẽ thấy trong vòng 2 tuần nữa bạn sẽ lên đến ngọn cây. Gà lôi nói, ồ thôi đi, làm sao có thể như vậy được. Con bò trả lời, thật đấy, hãy thử xem, cả nhân loại đang ở trên đó, bạn cũng có thể thử. Rất do dự, gà lôi bắt đầu mổ phân, và ngay trong ngày đầu tiên, nó đã leo đến cành cây đầu tiên. Trong thời gian 2 tuần, nó đã chạm đến cành cao nhất của cây. Nó vừa đi, vừa đậu trên cành cao nhất, vừa thưởng ngoạn phong cảnh. Lão nông dân nhìn thấy một con gà lôi già mập mạp trên ngọn cây, ông ta rút súng ngắn ra và bắn nó khỏi cây. Bài học của câu chuyện là, ngay cả chuyện nhảm nhí cũng có thể đưa bạn lên đỉnh cao, nhưng không bao giờ để bạn lại ở đó. Vì vậy, nếu bạn đang tìm kiếm một cuộc sống viên mãn, vui vẻ, bình yên và hạnh phúc bên trong chính mình, đừng cố đánh lừa bản thân theo một cách nào đó. Bạn phải làm đúng, nếu không nó sẽ không hoạt động. Là một người quản lý, bạn biết rằng nếu bạn không làm điều đúng đắn, nó sẽ không hoạt động với bên ngoài. Điều tương tự cũng xảy ra với bên trong. Nếu bạn không làm điều đúng đắn, nó sẽ không hoạt động. Bạn có thể tự đánh lừa bản thân để tin rằng điều này hoặc điều kia sẽ khiến bạn ổn. Vâng, trong một khoảnh khắc, nhưng khoảnh khắc tiếp theo bạn sụp đổ. Hãy quan sát điều đó. Người thành công, người không thành công, hãy cứ nhìn vào cuộc sống của họ. Trong 24 giờ, có bao nhiêu khoảnh khắc họ thực sự vui vẻ? Bạn đi trên đường và thấy, bạn thấy bao nhiêu khuôn mặt vui vẻ trên đường phố? Rất ít phải không? Nếu bạn thấy khuôn mặt vui vẻ,
thường thì đó là khuôn mặt của người trẻ. Những khuôn mặt trên 30 tuổi đều là những khuôn mặt dài. Điều gì đã xảy ra với họ? Đối với hầu hết trong số họ, cuộc sống của họ diễn ra tốt đẹp hơn nhiều so với những gì họ từng tưởng tượng. Nếu bạn nhìn vào thế hệ của mình, chưa một thế hệ nào lại có sự thoải mái và khỏe mạnh về thể chất như bạn bây giờ, phải không? Không có một thế hệ nào khác biết đến những thoải mái và tiện nghi này, nhưng bạn có hạnh phúc hơn thế hệ trước không? Điều này đơn giản là vì bạn chỉ áp dụng quản lý bên ngoài chứ không phải quản lý bên trong. Trong quá trình tạo ra những gì chúng ta muốn để theo đuổi hạnh phúc của mình, chúng ta đang hủy hoại chính nguồn sống của mình, hành tinh này. Chúng ta đang tạo ra một đống lửa từ nó, nhưng chúng ta vẫn không hài lòng, cũng không vui hơn những gì con người cách đây 500 năm. Ở đâu đó, chúng ta đã bỏ bê nội tâm. Vậy, để hướng vào bên trong thì cần những gì? Một lý do tại sao hầu hết những người trẻ tuổi ở đây chưa bao giờ nỗ lực hướng vào bên trong là bởi vì ngày nay, bất kỳ người nào biết suy nghĩ, ngay cả khi anh ta có thể đọc A, B, C, nói tiếng Anh và có thêm các ký tự bên cạnh tên của mình, anh ta sẽ dị ứng với bất cứ điều gì thuộc về tâm linh. Đây không phải là lỗi của bạn. Cái gọi là những người tâm linh này đã tự biến mình thành những trò đùa như vậy. Họ đã trình bày tâm linh theo những cách khủng khiếp, lố bịch, đến nỗi bất kỳ ai có ý thức đều không muốn đến gần nó. Tâm linh có nghĩa là gì? Có nghĩa là biết cái gì đó vượt ra ngoài vật chất. Ngay bây giờ, nếu bạn tồn tại như một thực thể vật chất, như một cơ thể, như một tâm trí, thì bất cứ điều gì xảy ra bên ngoài cũng sẽ xảy ra bên trong. Nếu những gì xảy ra bên ngoài cũng luôn luôn xảy ra bên trong bạn, thì việc bạn được bình yên và hạnh phúc luôn mang tính phụ thuộc. Không quan trọng bạn là ai, bạn quyền lực như thế nào, bạn là nhà quản lý tuyệt vời như thế nào, các tình huống bên ngoài sẽ không bao giờ nằm trong tầm kiểm soát của bạn 100%. Ngay cả khi gia đình của bạn chỉ có 2 người, bạn vẫn không thể kiểm soát hoàn toàn tình hình, phải không nào? Khi phạm vi và vai trò trong cuộc sống của bạn tăng lên, bạn ngày càng có ít quyền kiểm soát hơn đối với các tình huống mà bạn đang sống. Đó là thực tế của cuộc sống. Chỉ khi một người bắt đầu trải nghiệm một chiều vượt ra ngoài vật chất bên trong chính mình, thì anh ta mới có thể chơi với thế giới vật chất theo bất kỳ cách nào anh ta muốn. Anh ta có thể làm tốt nhất những gì anh ta có thể làm ở thế giới bên ngoài, nhưng nội tâm không bị xáo trộn. Nếu cơ thể bạn, nếu tâm trí bạn, nếu cảm xúc của bạn, nếu năng lượng của bạn không vận hành theo cách bạn muốn, thì đây là loại nô lệ tồi tệ nhất, bởi vì ai đó khác đang quyết định điều gì sẽ xảy ra bên trong bạn. Nếu ai đó khác quyết định điều gì sẽ xảy ra xung quanh bạn, bản thân điều đó bạn gọi là nô lệ. Nhưng nếu ai đó quyết định điều gì đó sẽ xảy ra bên trong bạn, thì đó chẳng phải là một cách làm nô lệ khủng khiếp hơn sao? Nhưng hãy xem, cả thế giới đang ở trong vòng nô lệ này. Điều an ủi duy nhất là mọi người đều như thế này. Mọi người đang học quản lý như một khoa học để áp dụng cho các tình huống bên ngoài. Tôi muốn họ hiểu rằng có cả một khoa học về quản lý bên trong nữa. Nếu bạn không học được điều đó, bạn có thể quản lý doanh nghiệp, bạn có thể quản lý ngành công nghiệp, nhưng bạn vẫn sẽ không sống một cuộc đời viên mãn và hạnh phúc. Nếu bạn muốn sống một cuộc đời viên mãn và hạnh phúc và cống hiến điều tương tự cho những người xung quanh bạn, thì điều cực kỳ quan trọng là bạn phải biết ý nghĩa của việc quản lý nội tâm của chính mình. Tôi không biết bạn cảm thấy như thế nào khi còn là một đứa trẻ ở trường. Tôi luôn nhìn thấy, nếu ông ấy đặt tâm huyết vào đó, tôi sẵn sàng ở đó, còn không thì tôi sẽ không tham gia. Ở một nơi nào đó, ngay từ thời thơ ấu của tôi, nền giáo dục mà tôi nhận được, mặc dù họ gửi tôi đến những ngôi trường tốt nhất có thể ở xung quanh, nhưng nó không có ý nghĩa gì đối với tôi, bởi vì khả năng lắng nghe và nhìn mọi người của tôi là như vậy. Khi giáo viên đang nói bất cứ điều gì, hóa học, sinh học hay toán học, một điều tôi có thể thấy rõ ràng là bất cứ điều gì họ đang nói đều đang không có ý nghĩa gì đối với họ,
và tôi không sẵn sàng lắng nghe ai đó nói điều gì đó không có ý nghĩa đối với anh ta. Tôi có rất nhiều thứ trong chương trình làm việc của mình. 24 giờ được đóng gói với quá nhiều thứ. Tôi không sẵn sàng bỏ ra 1 giờ hay thậm chí 5 phút để lắng nghe một người đang nói điều gì đó không có ý nghĩa gì với anh ta. Ngược lại, ngay cả khi anh ta nói những điều vô nghĩa cũng không thành vấn đề. Nếu điều đó có ý nghĩa với anh ta, tôi sẵn sàng lắng nghe điều đó. Nhưng nếu anh ta đang nói những điều vĩ đại mà không có ý nghĩa gì với chính bản thân mình, thì tôi không sẵn lòng lắng nghe. Vì vậy, như một phần của điều này, gần 90% thời gian học đại học của tôi ở bên ngoài, chỉ 10% ở trong lớp. Chỉ khi tôi thấy ai đó đang say sưa nói điều gì đó, tôi mới ở lại. Tôi rất vui khi thấy ai đó đang nói chuyện với niềm đam mê nào đó về những gì anh ấy đang làm. Không cần biết những gì anh ta đang làm là đúng, sai, ổn, hoàn hảo hay không. Nhưng có người đặt tâm vào nên không sao. Cuộc sống của chúng ta trở nên tươi đẹp không phải vì chúng ta hoàn hảo. Cuộc sống của chúng ta trở nên tươi đẹp bởi vì chúng ta đặt tâm huyết vào những gì chúng ta đang làm. Không quan trọng chúng ta đang làm gì, cho dù chúng ta đang quét nhà hay quản lý đất nước hay bất cứ điều gì chúng ta đang làm. Nếu chúng ta đặt trái tim mình vào những gì chúng ta đang làm, thì thật tuyệt vời khi thực hiện những hoạt động đó. Luôn có một sự phấn khích nhất định khi bạn bước vào một chiều hướng mới của cuộc sống. Giả sử ai đó có một công việc, ngày đầu tiên họ đến và ngồi sau chiếc bàn này. Chiếc bàn này là nơi tuyệt vời nhất trên thế giới. Nhưng trong vòng vài năm, đằng sau cùng một chiếc bàn, họ đang sản xuất huyết áp, tiểu đường, viêm loét và những thứ khác. Điều này không phải vì có điều gì đó không ổn với công việc chúng ta làm. Điều này không phải vì có điều gì đó không ổn với thế giới chúng ta đang sống, mà đơn giản là vì chúng ta đã không quan tâm đúng mức đến bản thân. Chúng ta đã quan tâm quá nhiều đến những gì bên ngoài. Mọi người luôn nghĩ những khát vọng lớn lao sẽ khiến họ thành công trên thế giới. Khát vọng chỉ là xuất phát điểm ban đầu. Chỉ vì bạn khao khát thành công, chỉ vì bạn khao khát thịnh vượng, chỉ vì bạn khao khát hạnh phúc, điều đó không xảy ra. Thành công, thịnh vượng, hạnh phúc xảy ra bởi vì bạn đã làm cho mình có khả năng tạo ra những điều đó. Mọi người đều khao khát, ai không khao khát thành công trên thế giới này. Ngay cả một người ăn xin trên đường phố cũng đang cố gắng trở thành một người ăn xin thành công, phải vậy không? Con người ai cũng khao khát điều đó. Nhưng chỉ những ai làm cho mình có khả năng mới thành công. Làm cho bản thân có khả năng, không chỉ về kỹ năng quản lý và những thứ khác, mặc dù điều đó cũng cần thiết, mà còn làm cho bạn có khả năng như một con người. Mong muốn và sự may mắn của tôi là các nhà quản lý sẽ quản lý thế giới này, đất nước này, cộng đồng này, cũng như hoạt động kinh doanh và thương mại, vốn là một phần của sự tồn tại của chúng ta ngày nay trên thế giới, theo cách tốt hơn nhiều so với các thế hệ trước đã làm. Bởi vì bên ngoài, chúng ta được trang bị tốt hơn bao giờ hết. Nếu các nhà quản lý và lãnh đạo cũng tự trang bị cho mình khả năng quản lý nội tâm, tôi chắc chắn rằng họ sẽ quản lý thế giới này, quốc gia này và cộng đồng này theo cách tốt hơn rất nhiều so với những gì đã được thực hiện cho đến nay. Khi nói đến quản lý, không có cái gọi là quản lý hoàn hảo. Chỉ là nếu mọi người cống hiến hết mình cho những gì họ đang làm, mọi thứ sẽ xảy ra. Ngay bây giờ, toàn bộ quỹ ISHA với hàng trăm trung tâm ở Ấn Độ và nước ngoài được điều hành bởi những người trẻ tuổi. Những người đã gắn bó với chúng tôi 14, 15 năm, giờ họ mới ngoài 30. Không có người cao tuổi, không có người có kinh nghiệm. Chỉ có những người trẻ tuổi và không có kinh nghiệm. Tôi coi đây là một thử thách để biến nó thành hiện thực thông qua họ. Không sử dụng bất kỳ loại kinh nghiệm nào. Tôi không phản đối kinh nghiệm, nhưng tôi muốn khẳng định rằng có thể làm được những điều phi thường không phải vì chúng ta biết cách làm. Những điều phi thường có thể được thực hiện đơn giản chỉ vì chúng ta cam kết rằng chúng ta muốn nó xảy ra, vậy thôi. Quỹ ISHA đã phát triển thành một tổ chức tình nguyện với hơn 200.000. Con số năm 2006
đến nay lên đến hơn 1 triệu tình nguyện viên tích cực trên khắp thế giới và chúng tôi đã thực hiện các dự án to lớn có ý nghĩa xã hội. Tất cả những việc làm này đều do các tình nguyện viên xử lý. Họ không được trả tiền cho việc đó. Vì vậy, những người quản lý những tình huống này, những người còn rất trẻ, không có bất kỳ bằng cấp nào, họ là những nhà quản lý con người tuyệt vời. Cách họ xử lý các tình huống, cách họ xử lý với hàng ngàn người đã nêu gương mẫu mực cho cộng đồng ở đó. Tôi biết bạn cần học về tài chính, cái này, cái kia, ngân hàng và những thứ tương tự. Nhưng quản lý về cơ bản là khả năng truyền cảm hứng cho mọi người làm hết sức mình và đó là tất cả những gì bạn có thể làm. Nếu mọi người xung quanh bạn đang cố gắng hết sức, đó là cách quản lý tốt nhất có thể xảy ra. Vì vậy, điều này sẽ không đi kèm với sự quản lý. Điều này chỉ đến với sự cống hiến. Điều này chỉ đến với tình yêu. Điều này sẽ chỉ đến vì bạn sẵn sàng trao mình 100% cho người đang ngồi bên cạnh bạn vào lúc đó. Liệu chúng ta có làm được tất cả những điều này không? Tất cả không phải là không tưởng sao? Bạn nghĩ rằng đây là thực tế trong lĩnh vực doanh nghiệp. Tôi đang nói với bạn, chúng tôi đang làm việc trong các nhà tù. Chúng tôi đang làm việc ở các vùng nông thôn. Chúng tôi đang làm việc với các tập đoàn lớn trên thế giới. Bạn gặp loại người nào không quan trọng. Chỉ cần bạn học cách chạm vào cốt lõi con người của họ, thì bạn sẽ thấy mỗi con người luôn sẵn sàng làm hết sức mình vì bạn. Chỉ khi những người xung quanh bạn yêu thương bạn và họ muốn làm những điều tốt nhất cho bạn, thì bạn mới không bị tổn thương khi quản lý. Nếu những người xung quanh bạn đang cố gắng kéo bạn xuống, bạn sẽ bị tổn thương khi cố gắng xoay sở tình huống, phải không? Nếu bạn không có những người thực sự yêu thương bạn và muốn cống hiến hết mình, thì quản lý sẽ là một nỗi đau, quản lý sẽ là một nỗi khổ rất lớn. Chỉ khi những người xung quanh bạn thực sự muốn làm điều tốt nhất cho bạn, thì việc quản lý mới có thể diễn ra một cách tuyệt vời. Cuộc sống của chúng ta trở nên tươi đẹp không phải vì những gì chúng ta làm. Cuộc sống của chúng ta trở nên tươi đẹp đơn giản vì chúng ta đã bao gồm mọi người xung quanh như một phần trong giấc mơ hạnh phúc của chính mình.